công trình thi công quốc lộ 19 mới đoạn từ ngã ba cầu Bà Ghi đến cảng Quy Nhơn Bình Định, được khởi công từ tháng 12 năm 2012. Hiện tại thì bụi đất từ việc thi công con đường đang ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất muối của bà con diêm dân ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Những hình ảnh phản ánh về thực trạng này đã được khán giả Bùi Sinh từ số điện thoại 0979 3 số cuối 056 ghi lại và gửi về phản ánh cho chương trình. Vụ muối năm nay, bà con diêm dân ở thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, vựa muối duy nhất của huyện, đã phải bỏ hoang ruộng vì không thể sản xuất bởi bụi đất từ công trình thi công quốc lộ 19 gây ra. Cây cối, ruộng muối phủ một lớp dày bụi đất. Trong khi đó, để sản xuất được muối, đòi hỏi bề mặt ruộng lúc nào cũng phải sạch và thông thoáng. Nếu cùng kỳ năm ngoái, diện tích sản xuất muối của địa phương là hơn 15 ha, thì hiện nay diện tích này chỉ còn khoảng 3 ha. Thưa quý vị khán giả, Bùi Sinh cho biết, tuyến quốc lộ 19 đoạn từ ngã ba cầu Bà Ghi đến cảng Quy Nhơn chạy qua địa bàn của các xã Phước Lộc, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Thuận của huyện Tuy Phước và phường Yên Bình, thành phố Quy Nhơn. Kể từ khi bước vào mùa khô, con đường đang thi công lúc nào cũng trong tình trạng bụi đất mù mịt. Vì con đường chạy dọc phía nam cánh đồng muối nên vụ muối năm nay bà con diêm dân phải bỏ hoang, không thể sản xuất được. Rất mong đơn vị thi công có biện pháp kịp thời để hoạt động sản xuất muối của bà con diêm dân được ổn định trở lại.